Chào mừng toàn thể anh chị đã đến với kênh YouTube chính thức của LoyFX tại Việt Nam. LoyFX hôm nay rất là vui khi đã xin phép được một anh khách hàng cho em LoyFX được quay lại màn hình về lịch sử giao dịch của tài khoản anh ấy từ tháng 12 năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại là tháng 9 năm 2022. Thời điểm anh khách hàng đến với LoyFX, anh hoàn toàn không có chút kiến thức nào về thị trường Forex. Nên LoyFX đã cử một bạn nhân viên support và hỗ trợ anh trong suốt quá trình giao dịch từ thời điểm tháng 12 năm 2021 đến hiện tại là tháng 9 năm 2022. Có thể là sau khi xem video này rất nhiều anh chị sẽ nghĩ rằng là với số tiền bỏ ra gần 23.000 đô trong vòng gần 10 tháng mà tổng lợi nhuận đem về lại chỉ được có hơn 3.000 đô. Đó, nó quá ít so với kỳ vọng rất là nhiều người. Nhưng mà thực sự là đối với một người mới bước chân vào thị trường như anh ấy thì đây là một mời anh chị cùng xem video bắt đầu từ thời điểm anh khách hàng này lạp tiền vào để giao dịch trên thị trường forex thì bây giờ anh chị đã thấy đây là thời điểm đầu khi anh ấy bắt đầu lạp tiền vào tài khoản là 520 đô sau khi anh ấy đánh được 1, 2, 3, 4, 5, 6 lệnh thì anh ấy bắt đầu lạp thêm 1.000 đô nữa vào để đánh tiếp thì sau đó anh ấy đã tuân thủ theo cái kỷ luật mà bên hỗ trợ của Logitech đã tư vấn đó là anh chỉ lên đánh khối lượng nhỏ nhất khi anh mới tham gia thị trường và anh ấy đã lựa chọn các cặp vàng và cặp BTC để anh ấy vào lệnh Đấy. tiếp đến là anh chị có thể thấy rằng là các lần tiếp theo là anh ấy, các lệnh anh ấy vẫn là luôn thắng và anh ấy chỉ tuân thủ cái kỷ luật đó là đánh với khối lượng nhỏ nhất là 0.01 cho mỗi một lệnh tiếp đến sau anh ấy là thêm 530 đô anh là thêm 530 đô và 530 đô thì theo mỗi một tuần. À, sau khi anh ấy đã lãi với và số tiền của anh ấy chắc là rút. Thời điểm này là anh ấy cần tiền, anh ấy đã rút tiền bớt tiền ra này. Thế vẫn có những vài lệnh là anh ấy bị ngược sóng rồi. và anh bắt buộc phải phải cắt cắt lỗ. đây là những lệnh anh ấy đã rút tiền lời của anh ra khỏi tài khoản này rất là nhiều tất nhiên là lệnh tháng có và anh ấy cũng có tương đối những số lệnh mà bắt buộc là phải cắt lỗ anh ấy luôn luôn tuân thủ cái kỷ luật đó là chỉ đánh khối lượng nhỏ nhất và khi mà đạt lợi nhuận mà anh ấy mong muốn là anh ấy đóng lệnh tiếp đến ngày 17 tháng 7 là anh ấy làm thêm 2.000 mốt này sau đó anh ấy giúp 1.000 này Đấy, chúng ta sẽ cùng xem lại cái tổng đó, cuối cùng là tổng số tiền anh đã làm trong suốt khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến bây giờ đã là là 22.759 đô. Và anh ấy đã rút được 16.171 đô về. Hiện tại trong tài khoản đang còn dư 9.800 đô và tổng lợi nhuận anh ấy đã đạt được trong suốt quãng thời gian đó là 3.241 đô. Sẽ có rất nhiều anh chị cho rằng là cái quãng thời gian khi chúng ta xem lại tài khoản này là một quãng thời gian giao dịch rất là dài suốt trải dài từ tháng 12 đến tháng 9 năm lạ là đã rơi khoảng gần 10 tháng mà tổng lợi nhuận khi anh ấy là anh ấy là vào là tận 22 gần 23.000 đô mà anh ấy chỉ đạt được có 3.241 đô tiền tiền lời đối với nói biết thì thấy rằng đó là một tin vui cho anh đấy khi anh là một người mới bước chân vào thị trường trong vòng 10 tháng anh đã kiếm được lợi nhuận khoảng gần 20% so với tổng số tiền anh đã làm tin vui rất là tốt bởi vì anh đã chiến thắng ở thị trường này thì chúng ta không cần phải x2 x3 hay x5 tài khoản thật sự là rất nhiều anh chị khi bước chân vào thị trường này bỏ ra một số tiền nhất định Luôn luôn nghĩ rằng là Mình phải chiến thắng Mình phải x2, x3 hay là x10 tài khoản thì nó Trong vòng bao nhiêu tháng Thực sự điều đấy rất là khó Bởi vì có những anh chị Đâu có chút kiến thức gì về thị trường Forex hay là Những thị trường khác như BTC Rất là khó Nên x Luôn luôn có những đội ngũ nhân viên Support và hỗ trợ anh chị Về những kiến thức cơ bản Về cách giao dịch và những chiến lược tốt nhất để khách hàng có thể an tâm đặt niềm tin vào ích. chúng tôi không dám khẳng định sẽ đem lại được cho anh chị những khoản lợi nhuận khổng lồ mà chúng tôi chỉ khả, dám khẳng định rằng chúng tôi sẽ đưa được cho anh chị những chiến lược tốt nhất và cách giao dịch tốt nhất để chúng ta có được lợi nhuận trong thị trường ngoại hối rất là lớn này xin cảm ơn.